Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhảm 24 giờ của MTV. Tôi là biên tập viên Cám Lợn. Hôm nay có những tin chính sau đây. Sách cho học sinh cấp 1 Việt Nam dạy rất nhiều điều thú vị, trong đó có cả dạy đi đái, dạy đi trên thủy tinh và dạy chặt đầu người để thay đổi chiều cao. Người dùng thi nhau chơi dại đút nhầm lỗ bullet pen trên Galaxy Note 5 và phải ngậm trái đắng. Gian thương chỉ cần vài sợi dây đồng là có thể dựng nên một chiếc iPhone. Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây trên mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook có đăng tải rất nhiều hình ảnh về những cuốn sách dạy học cho trẻ em cấp 1 chứa rất nhiều thông tin thú vị và bổ ích, chứng minh nền giáo dục cực kỳ phát triển của nước nhà chúng ta. Trong cuốn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, câu chuyện về bạn An dũng cảm được viết như sau. Cô giáo giải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp, yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi, An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh. Như vậy mà đi qua thảm thủy tinh một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An cảm thấy thủy tinh không đáng sợ như mình nghĩ. Và An quay lại động viên các bạn để các bạn cũng dũng cảm như An. Cuối cùng, cả lớp đều đi qua thảm thủy tinh một cách dũng cảm. Sau khi được dạy đi qua thảm thủy tinh, An bỗng trở nên dũng cảm hẳn, không sợ bất kỳ bố con nhà thằng nào. Bất kỳ bạn nào làm trái lời An đều bị ăn một cái đạp vào mặt và mới một câu: "Thảm thủy tinh ta còn có sợ thì mày là cái đinh gì?" Từ đó An trở thành đầu gấu trong lớp, về sau làm bang chủ cái bang, bá cháy giang hồ vì An quá dũng cảm. Tiếp theo là một bài trong sách Giáo dục giới tính trẻ em. Giáo dục giới tính cho trẻ em, nhưng cuốn sách lại dùng hình ảnh miêu tả bức tranh vẽ khung cảnh của nhà vệ sinh, trong đó không gian của các cháu học sinh nam nữ được gộp lại chung làm một. Kèm với đó là câu hỏi được đặt ra: cách đi tiểu của bạn trai bạn gái trong tranh có gì khác nhau nhỉ? Tôi thật sự không hiểu tại sao lại chọn cách thiếu tế nhị và kỳ cục này để dạy trẻ em về giới tính. Còn ba những cách khác tại sao không sử dụng mà lại vẽ trẻ em cùng nhau đi vệ sinh không phân biệt nam nữ trong cùng một phòng? Điều này nhớ về sau con trai tôi, nó vào phòng vệ sinh nữ và nó hỏi các bạn nữ đi tè bằng cái gì, thì lúc đó ăn mấy cái tát và mấy phát cào vào mặt thì rồi khóc ai. Chưa hết, chúng ta còn có một cuốn sách đố mẹo. Trong đó có một câu hỏi: nếu một người bị chặt đầu thì sẽ có gì thay đổi? Câu trả lời là thay đổi chiều cao với hình ảnh người không đầu ôm cái bọc dơ lên, khả năng trong cái bọc đó là đầu của người này. Thế này thì tôi sẽ không lấy làm mấy ngạc nhiên khi trẻ em nghĩ rằng chặt đầu người xong vẫn sống tốt, và sau này sẽ có thêm rất nhiều vụ án mạng ở tuổi vị thành niên bởi vì nghĩ rằng chặt đầu xong vẫn sống, và kể có chết thì sau 7 giây cũng sẽ hồi sinh. Chuyện có phần tin hot trong tuần vừa qua, chúng ta đã chứng kiến không ít vụ đút nhầm lỗ và xoay nhầm chiều trên chiếc Galaxy Note 5, khiến chiếc gậy sướng của người dùng bị mắc kẹt trong lỗ không thể lôi ra được. Chúng tôi nhận được tin này ở rất nhiều trang báo mạng, tin tức và công nghệ quốc tế, và ngay tại Việt Nam, điển hình có reviewer Vật Vờ và Shopheo đã đi đầu trong xu thế mới này. Theo như lời của hai reviewer này tiết lộ, thì khi bút bị kẹt mà cố lấy lực để rút ra thì có thể sẽ dẫn đến hỏng bút S Pen, hỏng cảm biến phát hiện bút, và tồi tệ nhất là hỏng hẳn cả Note 5 của các bạn. Chính vì thế tôi kính mong quý vị đừng tìm đến thú vui tào nhã như hai thanh niên này. Một số người dùng chia sẻ từ đây là lỗi thiết kế của Samsung khi làm cho bút S Pen quá phẳng và trơn, chui tuôn tuột được cả hai đầu, vì thế mới xảy ra tình trạng kể trên. Nhưng Samsung cũng không phải là bên đáng trách khi đã nhắc nhở người dùng trong phần giấy hướng dẫn sử dụng là không được đút bút S Pen ngược. Nhưng tôi cảm thấy phần nào rằng đây là một thuyết âm mưu. Khi Samsung tạo ra một chiếc bút S Pen có thể đút được trơn tuồn tuột cả hai đầu, chính vì thế khi người dùng có thể sẽ không đút nhầm, nhưng khi đem cho bạn bè, con cái, anh chị em mượn không quen thuộc với thiết bị này có thể nghịch ngợm và đút nhầm đầu, khiến chiếc bút S Pen của bạn bị mắc kẹt trong đó vĩnh viễn và đem cho trung tâm bảo hành sửa dịch vụ với giá là 500.000 đồng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm về quá trình mổ bụng và cứu bút S Pen như thế nào thì mời quý vị và các bạn click vào link video ngay tại đây. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chiếc iPhone dựng, iPhone nhái xuất hiện tràn lan trên thị trường và trên phóng sự truyền hình gần đây. Chúng được gọi là hàng đóng mới. Đây là loại iPhone bị thay cả vỏ và được dựng bằng các phụ kiện khác, nghĩa là giả 100%. Thư gửi từ một độc giả: xin kính thưa các ban ngành đoàn thể, các anh chị phóng viên, biên tập viên, nếu làm phóng sự chuyên nghiệp và chuyên sâu như vậy thì ít ra hãy nghiên cứu đúng phụ kiện là gì và linh kiện là gì. Bởi vì phụ kiện khác mà linh kiện khác, phụ kiện là sạc, cáp, ốp lưng, tai nghe, v.v. mà những thứ này có ghép kiểu thần thánh gì cũng không biến thành iPhone được. Chính ngôn từ thiếu chính xác này đã làm giảm độ tin cậy của anh chị. Nghĩa là chỉ bằng vài mẩu dây đồng có thể tạo ra một cái iPhone giá rẻ bằng một nửa những cái iPhone giả khác. Những lời này có vẻ như quá mơ hồ và quá dễ dàng để tạo nên được một chiếc iPhone. Nếu chỉ cần vài sợi dây đồng là đã có thể tạo nên được một chiếc iPhone rồi, thì tôi chắc chắn với quý vị và các bạn rằng giờ này dây đồng đã cháy hàng trên toàn bộ chợ điện tử Việt Nam. Anh ơi, xem qua iPhone anh ơi, làm luôn nhá. Cái gì đấy? Dây đồng đây anh ơi, hai con iPhone nhá, làm luôn, khách em đợi. Đợi tí. Nói đi cũng phải nói lại,
Tuy chúng ta không thể để suy nghĩ của mình dễ dàng bị lay động chỉ bởi một thông tin đơn giản như vậy được, nhưng những thông tin này cũng không phải là không có căn cứ, chỉ là nó cần được trau chuốt, chi tiết và chuyên sâu hơn mà thôi. Một chiếc iPhone dựng là một chiếc iPhone được lắp ghép lại từ nhiều linh kiện cũ, được sửa chữa, gò hàn, bị thay thế linh kiện bên trong hoặc bị thay vỏ từ máy cũ trở thành máy mới để được bán với giá cao hơn. Rủi ro là dễ hỏng hóc hơn bởi vì đây là những chiếc máy đã qua sửa chữa, lắp ghép không theo tiêu chuẩn của Apple và linh kiện cũng là loại kém chất lượng không được kiểm duyệt. Chính vì thế, để tránh tình trạng này, thì người dùng không nên mua iPhone ở nơi kém uy tín, mua iPhone chính hãng nhưng mà giá lại rẻ bất thường hoặc mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Nên mua hàng ở những nơi uy tín hoặc nếu mua hàng cũ thì nên mua iPhone lock bởi vì không ai dựng iPhone lock cả, căn bản vì iPhone lock đã có giá quá rẻ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi là biên tập viên Cám Lợn. Quý vị vừa theo dõi chương trình Nhảm Kết 24 giờ. Nhớ bật kênh MTV vào mỗi tối thứ 6 để tiếp tục theo dõi các bản tin lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.